Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Kinh nghiệm trong tích tụ ruộng đất ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Hà Nam có 54 mô hình tích tụ liên kết sản xuất nông sản sạch. Hiệu quả nghề đan bèo bồng ở Ninh Bình thu hút lượng lớn lao động tham gia. Lương y Nguyễn Trần Chuyển ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên giàu lòng y đức. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh chủ động các giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt. Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, dồn điền đổi thửa quy hoạch và xây dựng vùng hoa rau quả tập trung tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã có một số mô hình tích tụ ruộng đất hiệu quả. Với mô hình sản xuất mới đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cá nhân đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hàng hóa, mang lại hiệu quả cao. Hiện nay, toàn huyện có 6 mô hình nhà lưới với tổng diện tích trên 12.000 m2 đã đi vào sản xuất ổn định. Công trình khuyến khích mở rộng việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn đẩy mạnh, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và cây trồng, đầu tư kinh phí, hỗ trợ mô hình, trợ giá giống. Huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể tích cực hợp tác với các nhà khoa học, các doanh nghiệp để liên doanh liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Đến nay, Gia Lộc đã quy hoạch 4 vùng sản xuất rau màu với diện tích là 620 ha theo hướng an toàn sạch, tập trung tại các xã Phạm Trấn, Lê Lợi, Đoàn Thượng, Toàn Thắng, Gia Xuyên và một số xã khác. Huyện cũng đã tạo điều kiện cho hai doanh nghiệp, 16 hộ nông dân đứng ra thuê 210 ha để sản xuất lúa hữu cơ và trồng sen củ xuất khẩu. Trong 8 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ Cao đã phối hợp với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp giấy chứng nhận cho 5 cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trong đó, có 2 hộ ở huyện Duy Tiên, 2 hộ ở huyện Kim Bảng và 1 hộ ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Các hộ đều sản xuất theo hướng gáp cơ bản, Việt gáp, chứng nhận đủ điều kiện an toàn, PGS. Trong đó có sản phẩm rau của Hợp tác xã Đức Huy, huyện Lý Nhân đạt tiêu chuẩn Việt gáp. Sản phẩm rau của Tổ hợp tác rau sạch Trắc Văn, Duy Tiên đạt tiêu chuẩn rau hữu cơ PGS. Cùng với đó, qua tổng hợp số liệu điều tra khảo sát, kết quả thực hiện tích tụ ruộng đất đến nay, toàn tỉnh có 37 xã, với số hộ tham gia là 1.533 hộ, đã triển khai tập trung ruộng đất và liên kết sản xuất được 54 mô hình trên tổng diện tích là hơn 440 ha. Có 21 xã tập trung ruộng đất quy mô trên 10 ha, 4 xã tập trung ruộng đất từ 5 đến 10 ha và có 12 xã tập trung ruộng đất quy mô dưới 5 ha. Hầu hết các mô hình đều tập trung sản xuất vào nhóm cây ăn quả, rau củ quả, nấm, sản xuất lúa giống, lúa chất lượng hàng hóa và cây dược liệu. Nhìn chung các mô hình đều đã tìm được thị trường đầu ra làm ăn ổn định và liên kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp, trong đó có 3 đơn vị đã và đang cung ứng nông sản cho siêu thị Vinmart của tập đoàn Vingroup. Xây dựng thương hiệu gạo Thái Bình được triển khai khá cụ thể từ việc quy hoạch vùng sản xuất cho đến liên kết thu mua và chế biến, chiến lược xây dựng thương hiệu của các công ty trong ngành lương thực. Đây quả thật là một vấn đề trăn trở từ rất nhiều năm qua của những đơn vị, những con người cụ thể trong lĩnh vực của ngành nông nghiệp. Là đơn vị nghiên cứu, lai tạo những giống lúa chất lượng, cho ra đời những sản phẩm gạo ngon, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Nhưng tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình vẫn luôn trăn trở khi nghĩ tới việc xây dựng thương hiệu gạo Thái Bình. Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình đã thực hiện chỉ đạo của tỉnh triển khai dự án xây dựng quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể gạo thơm của tỉnh Thái Bình. Với quy trình sản xuất chung, có nhận diện chung từ bao bì sản phẩm đến các thông tin truyền thông, con dấu xác nhận. Và sản phẩm gạo niêu vàng hay nếp A Sào đang từng bước đi vào tiềm thức người tiêu dùng. Gạo có thương hiệu là loại gạo không chỉ đáp ứng các tiêu chí về chất lượng mà để khẳng định có thương hiệu hay không thì phải xem loại gạo đó có sức sống trong tiềm thức của người tiêu dùng như thế nào. Muốn như vậy thì việc xây dựng thương hiệu gạo không phải việc làm nhỏ lẻ của những nông dân hay của một số đơn vị chuyên xay sát chế biến xuất khẩu lương thực, mà đó là một quy trình liên kết chặt chẽ. Thì chúng tôi sẽ tham mưu với ban tỉnh xây dựng cái kế hoạch xây dựng phát triển thương hiệu và chiến lược xuất khẩu gạo cho địa bàn tỉnh Thái Bình. Chúng tôi cũng sẽ tham mưu với tỉnh ủy, ban tỉnh, Bộ Công Thương bổ sung tăng cường kinh phí để cho hỗ trợ riêng cho cái lĩnh vực mà phát triển thương hiệu gạo, đặc biệt là cái xúc tiến thương mại và xúc tiến xuất khẩu cho các doanh nghiệp gạo trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, hầu hết những công ty chế biến gạo cũng đã có cách làm riêng bằng việc lựa chọn một số sản phẩm gạo có tên tuổi, đảm bảo chất lượng để xây dựng thương hiệu gạo riêng như gạo T10 của công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Cúc, gạo Thơm Lài của công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hạnh. Tuy nhiên, thương hiệu gạo đó lại thường gắn với thương hiệu riêng của công ty mình.
Để việc xây dựng thương hiệu gạo Thái Bình nói chung thành công, thì việc các công ty, doanh nghiệp đồng lòng xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể gạo thơm của tỉnh Thái Bình như chủ trương của tỉnh đề ra là việc làm cần thiết. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có gần 300 làng có nghề, trong đó có khoảng 60 làng được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt tiêu chí làng nghề. Tuy nhiên, nhiều nghề được các ngành đoàn thể, doanh nghiệp lựa chọn mở rộng thu hút lượng lớn lao động tham gia vẫn là nghề thủ công mỹ nghệ bèo bồng. Trên địa bàn tỉnh có 4 đến 5 công ty doanh nghiệp lớn trực tiếp sản xuất, thu mua hàng thủ công mỹ nghệ từ cói, bèo bồng xuất khẩu với mẫu mã, sản phẩm đa dạng nên đã tạo điều kiện cho việc hình thành và phát triển nhanh các làng nghề đan bèo bồng, tập trung chủ yếu ở các huyện Kim Sơn, Yên Mô, Yên Khánh. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, với sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, nghề này đang được mở rộng tại nhiều địa phương khác. Mỗi năm, hàng chục lớp dạy nghề đan bèo bồng được mở ra, thu hút từ 30 đến 40 học viên một lớp. Đáng mừng là tỷ lệ học viên theo nghề chiếm tới 70%. Từ việc phát triển nghề, nên các vệ tinh chuyên cung cấp nguyên vật liệu, thu mua sản phẩm tại chỗ dần hình thành. Do vậy đã thu hút lượng lớn lao động nông thôn tham gia làm nghề. Sản phẩm từ bèo bồng dễ làm, dễ tiêu thụ, tranh thủ làm lúc rảnh rỗi, nông nhàn đã giúp lao động nông thôn trong tỉnh có thu nhập từ 1,5 đến 3 triệu đồng một người một tháng. Có nghề đã giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần cùng địa phương chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngày một phát triển bền vững. Đã từ lâu, nghề ươm tơ ở làng Cổ Chất, xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã đi vào câu ca. Nam Định có bến Đò Chè, có tàu Ngô Khách, có nghề ươm tơ. Trải qua bao thăng trầm, ngày nay tơ của làng nghề Cổ Chất vẫn được xem là sản vật quý của Nam Định. Tuy nhiên, hoạt động của làng nghề không còn nhộn nhịp như xưa mà thu hẹp, chỉ còn một số hộ là giữ được quy trình ươm tơ thủ công. Theo những người cao niên trong làng kể lại, nghề ươm tơ ở đây đã được truyền từ đời này sang đời khác. Từ lâu, người dân làng Cổ Chất đã biết dùng tơ tằm đan lưới đánh bắt cá, sau này phát triển thành nghề ươm tơ dệt vải. Vào thời điểm hưng thịnh, làng Cổ Chất có gần 1.000 bếp ươm tơ hoạt động suốt ngày đêm. Nay số hộ làm nghề ươm tơ giảm xuống, chỉ bằng 1/5 so với trước kia. Để duy trì ổn định nguồn kén tằm nguyên liệu, nhiều hộ trong thôn nhập kén từ các tỉnh Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Yên Bái. Vì vậy, chi phí sản xuất tăng cao, hiệu quả kinh tế giảm. Để giải quyết bài toán việc làm và thu nhập cho người dân, trong khi chưa tìm được giải pháp phù hợp nhằm duy trì và phát triển nghề ươm tơ truyền thống, xã Phương Định đã quy hoạch vùng dệt bông sợi với diện tích 25 hectare tại hai thôn Cự Chữ và Cổ Chất. Đến nay, đã có 4 doanh nghiệp đang sản xuất các sản phẩm khăn, màn bằng sợi bông, thu hút hơn 2.000 lao động địa phương làm việc với thu nhập bình quân trên 3 triệu đồng một người một tháng. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra trong một gia đình có truyền thống 4 đời làm nghề thuốc đông y, ngay từ nhỏ, lương y Nguyễn Trần Chuyển ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã có những hiểu biết sâu rộng về y thuật, không chỉ nổi tiếng với nhiều bài thuốc gia truyền đặc trị các bệnh u hạch, mà ông còn được nhiều người biết đến bởi là người có tấm lòng y đức, thường xuyên khám chữa bệnh, bốc thuốc miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà trong con ngõ nhỏ của Lương Y Chuyển mấy chục năm nay đã trở thành địa chỉ quen thuộc được những bệnh nhân có các khối u hạch tìm đến. Cô Nguyễn Thị Hoa ở thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai là một trong rất nhiều bệnh nhân được ông điều trị. Tháng 5 năm 2016, cô Hoa đi khám ở Bệnh viện K Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Kết luận bị ung thư biểu mô tuyến vú trái, tuyến vú bên phải, không loại trừ ung thư. Sau khi được bạn bè giới thiệu, cô tìm đến Lương Y Chuyển điều trị bằng phương pháp đắp cao và uống thuốc nam. Sau 10 tháng đi khám lại, các bác sĩ viện K kết luận hiện khối u của cô chỉ còn là nghi ngờ bị ung thư. Tôi đi khám ở bệnh viện tỉnh, thế mà bệnh viện K thì bác sĩ đều tư vấn là nhập viện điều trị để mổ. Quá trình điều trị 10 tháng ở đây thì bệnh của tôi có nghĩa là cũng tiến triển ngoài sự mong đợi. Cũng như cô Hoa, anh Lê Văn Nhiễu, thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, được các bác sĩ Bệnh viện K Hà Nội chẩn đoán bị hạch đáy phổi trái. Sau khi nhận được kết quả, anh cũng đến nhờ lương y thăm bệnh. Hơn 40 năm hành nghề, lương y Nguyễn Trần Chuyển đã khám và bốc thuốc chữa bệnh cho hàng ngàn bệnh nhân. Bà con tìm đến ông bởi bài thuốc hay trị dứt bệnh lại không phải băn khoăn lo lắng đến chuyện tiền nong. Lương y Nguyễn Trần Chuyển chia sẻ.
Với ông, chữ tâm, chữa bệnh cứu người phải được đặt lên hàng đầu. Do vậy, ông luôn sẵn sàng chữa từ thiện cho những gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi là quê ở Yên Mỹ, thì quê hương của Hải Thượng Lãn Ông. Trên là 8 điều cách ngôn và 9 điều ý đức của cụ dạy chúng tôi bao giờ phải khắc sâu trong lòng. Làm người thầy thuốc bao giờ phải lấy cái đức làm đầu. Với vai trò nòng cốt trong hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những năm qua, hội chữ thập đỏ các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu. Trong đó, phối hợp tốt với các ngành, các đơn vị liên quan như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Mắt Quốc tế Hitech, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Vận động nhiều tổ chức nhân đạo hỗ trợ kinh phí cho các ca phẫu thuật mắt, mổ tim, mổ sứt môi hàm ếch và phục hồi chức năng. Những việc làm ý nghĩa trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng của các cấp hội chữ thập đỏ đã giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, vơi đi khó khăn bệnh tật, yên tâm lao động sản xuất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Nam tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên Trần Văn Lai tại thôn An Mông, xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên. Ông Trần Văn Lai sinh năm 1936 là một trong những cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà tình nghĩa được khởi công vào ngày 22 tháng 6. Sau gần 3 tháng xây dựng, đến nay đã hoàn thiện với diện tích hơn 60m², tổng kinh phí gần 450 triệu đồng. Trong đó, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Nam hỗ trợ 50 triệu đồng. Các tổ chức cá nhân, hội đoàn thể trong huyện Duy Tiên đóng góp 100 ngày công xây dựng. Nguồn kinh phí còn lại do con cháu đóng góp. Được biết, trong năm 2017, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Nam có kế hoạch xây dựng 11 ngôi nhà tình nghĩa cho các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, nhà không an toàn với tổng kinh phí 550 triệu đồng. Tính đến thời điểm này đã có 2 ngôi nhà hoàn thành và đã được hội bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng là 50 triệu đồng một nhà. Đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chia sẻ giúp đỡ đối với các hội viên cựu thanh niên xung phong khó khăn về nhà ở, đồng thời qua đó nêu cao tinh thần đoàn kết, góp phần làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội. Hiện nay Thái Bình là một trong 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia cao nhất cả nước. Kết quả này có được là nhờ sự quan tâm đầu tư của tỉnh và các địa phương, cũng như sự nỗ lực cố gắng của các nhà trường đã huy động nguồn lực xã hội hóa của cả cộng đồng chung tay phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Từ năm 2009, trường Trung học cơ sở Quang Trung, huyện Kế Sương đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Sau 5 năm, ngôi trường này được công nhận lại. Để được công nhận lại, trường Trung học cơ sở Quang Trung phải duy trì và nâng cao 5 tiêu chuẩn gồm tổ chức và quản lý nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. Để được công nhận đạt chuẩn quốc gia đã khó, việc giữ danh hiệu còn khó hơn. Theo chia sẻ của các nhà trường, nơi nào có sự quan tâm, tạo điều kiện tốt của cấp ủy, chính quyền, sự đoàn kết, chung sức chung lòng của tập thể sư phạm thì trường học nơi đó sớm đạt danh hiệu chuẩn quốc gia. Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, qua nhiều năm triển khai, công tác này vẫn còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc khi cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Chính vì thế, công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong xây dựng và phát triển giáo dục là việc làm cần thiết. Từ năm học 2014-2015, ngành giáo dục Hải Dương bắt đầu đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống vào chương trình giảng dạy trong các trường phổ thông. Từ đó đến nay, việc giảng dạy bộ môn này vẫn gặp nhiều khó khăn do tỷ lệ số tiết học ít nên phần lớn nội dung kỹ năng sống cho học sinh được giảng dạy lồng ghép và tích hợp trong các môn văn hóa. Trước thực trạng này, một số trường tự khai thác tài liệu làm giáo án giảng dạy. Một số các nhà trường thuê doanh nghiệp trung tâm kỹ năng sống giảng dạy cho học sinh. Hiện nay, hoạt động giáo dục kỹ năng sống ở các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đều đạt được một số kết quả bước đầu. Học sinh sau khi được trang bị kỹ năng sống đã mạnh dạn hơn trong giao tiếp, ứng xử và cách nhìn nhận, đánh giá sự việc. Hiện nay, hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong các nhà trường còn nhiều bất cập, chất lượng, hiệu quả chưa tương xứng với mức thu học phí. Hoạt động thực hành, rèn kỹ năng cho học sinh chưa được quan tâm đúng mức. Một số trường chưa thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về công khai tài chính.
Để giáo dục môn học kỹ năng sống đạt hiệu quả, trước mắt về phía nhà trường cần tích cực lồng ghép giảng dạy vào các môn học văn hóa, tổ chức các buổi vui chơi ngoài giờ lên lớp, các buổi nói chuyện chuyên đề, đi tham quan các di tích lịch sử văn hóa, giáo dục cho học sinh về truyền thống cách mạng, kỹ năng làm việc theo nhóm, hoạt động tập thể và tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Đối với ngành giáo dục cần nhanh chóng triển khai đưa chương trình và giáo án cụ thể vào hoạt động giảng dạy, tổ chức tập huấn theo từng chuyên đề cho cán bộ giáo viên. Cùng với đó tăng cường thời gian thực hành để học sinh được trải nghiệm thực tế. Bắc Ninh hiện là tỉnh có đội ngũ giáo dục đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ cao nhất cả nước, với tỷ lệ 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn, tỷ lệ trên chuẩn là 85,3%. Toàn ngành giáo dục đào tạo Bắc Ninh hiện có 17.380 biên chế cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên văn phòng, trong đó 100% đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn về trình độ. Tỷ lệ trên chuẩn hiện đạt 85,3%, cao nhất cả nước. Trong đó bậc tiểu học có tỷ lệ giáo viên trên chuẩn cao nhất trong các bậc học của tỉnh, đạt 95,2%. Tỷ lệ đội ngũ nhà giáo bậc mầm non đạt trình độ trên chuẩn là 94,1%, trung học cơ sở 88,4%, trung học phổ thông 40%, giáo dục thường xuyên 33,4%. Toàn ngành hiện có 1.059 thạc sĩ, 8 tiến sĩ và 10 nghiên cứu sinh. Thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ của tỉnh, riêng với môn tiếng Anh, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuẩn đối với giáo viên. Đến nay, 100% giáo viên ngoại ngữ, các trường phổ thông của tỉnh đạt chuẩn về trình độ theo khung tham chiếu châu Âu. 33 giáo viên được bồi dưỡng dạy môn toán bằng tiếng Anh. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình giáo dục thì việc tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chất lượng đội ngũ sẽ là cơ sở để giáo dục và đào tạo Bắc Ninh tiếp tục bứt phá, có bước tiến vững chắc hơn về thành tựu giáo dục và đào tạo trong những năm học tới. Việc thu gom xử lý rác thải nông thôn hiện nay đang là bài toán khó giải đối với các ngành chức năng và các địa phương. Xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương là địa phương cũng đang trong tình trạng khó khăn chung đó. Với dân số 6.500 nhân khẩu sinh sống tại 6 thôn, riêng chỉ lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày tại xã Hà Thanh cũng đã rất lớn. Cùng với đó còn có các loại rác phát sinh thải ra môi trường. Mặc dù xã Hà Thanh cũng đã thành lập 6 tổ thu gom rác thải để thu gom ở 6 thôn và mỗi thôn được quy hoạch một bãi rác. Cụ thể, các tổ thu gom rác về bãi, sau đó phơi, đốt và chôn lấp. Việc chính quyền địa phương chưa quy hoạch được bãi rác tập trung và việc xử lý rác vẫn chỉ là giải pháp mang tính tình thế, nên mất rất nhiều diện tích đất để chôn lấp và chưa bảo đảm vệ sinh môi trường. Việc thu gom chôn lấp rác thải trực tiếp, không có bất kỳ một khâu xử lý trung gian nào như cách làm hiện nay đã gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và mất diện tích đất canh tác. Không chỉ xã Hà Thanh mà nhiều địa phương khác mong muốn nhận được sự hỗ trợ quy hoạch bãi rác tập trung và có biện pháp xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Rác thải sinh hoạt đang là một bài toán nan giải, chưa có một đáp án hữu hiệu. Chính vì vậy, tỉnh cũng như các ngành địa phương, đơn vị rất quan tâm vào cuộc bằng nhiều giải pháp rất cụ thể. Tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, mặc dù huyện chưa có nhà máy xử lý rác thải tập trung, tuy nhiên bằng nhiều biện pháp chủ động cùng với sự phối hợp của nhân dân địa phương, rác thải sinh hoạt trên địa bàn cơ bản được xử lý. Toàn huyện Lương Tài có 102 thôn và xây dựng được 99 điểm tập kết rác thải theo chương trình hỗ trợ của tỉnh. Mặc dù trên địa bàn chưa có khu xử lý rác thải tập trung, nhưng vấn đề này đã được huyện chỉ đạo đôn đốc các ngành địa phương giải quyết rất bài bản. Cụ thể, mỗi thôn đều thành lập các tổ đội về vệ sinh môi trường, làm công tác thu gom và đưa ra điểm tập kết theo quy định. Khi các điểm đầy, huyện giao cho Phòng Tài nguyên Môi trường làm việc với các đơn vị, dịch vụ đến tận nơi vận chuyển, xử lý, đảm bảo không ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường xung quanh. Theo thứ tự ưu tiên, các điểm tập kết đã đầy rác thì tiến hành trước và thực hiện cho đến khi hoàn thành tất cả các xã, thôn trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị vận chuyển đã giải quyết xong vấn đề xử lý rác thải cho các xã Phú Hòa, An Thịnh và thị trấn Thứa với khối lượng gần 1.000 tấn rác thải. Hiện tại, công tác này vẫn đang được triển khai ở những địa phương và đơn vị còn lại. Hiện nay, tại một số tuyến đường huyện, đường liên xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình, xuất hiện tình trạng xe quá tải quá khổ lưu thông qua đây đã và đang đe dọa đến chất lượng của những tuyến đường này. Việc ngăn chặn, xử lý còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, sự tham gia của chính doanh nghiệp vận tải. Theo số liệu mới nhất từ trạm kiểm tra tải trọng xe, chỉ tính từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 1.700 xe, phát hiện gần 200 xe vi phạm về tải trọng, xử phạt trên 760 triệu đồng.
Đây là những số liệu được thống kê tại hai địa điểm làm việc của tổ công tác phối hợp giữa trạm kiểm tra tải trọng xe, phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh, phòng tham mưu bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thanh tra sở giao thông vận tải. Đó là các địa điểm km 77+650 quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, km 8+400 đường tỉnh 458 thuộc địa phận thị tứ Vũ Quý, huyện Kiến Sương và các tuyến đường xe né chạm qua hai vị trí nêu trên. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.